Vô mấy cái tín dụng nó mạnh là có chuyện khiến chụp hình mình đưa lên Facebook rồi. Không phải vô để tàu luôn, giỡn không trả gì con xiết đồ. Mà mấy cái lãi cũng không có cao không mà. Cao chứ, tín dụng. Alo. Dạ, sao chị lo? Chị nghe em ơi. Chị, đó là địa chỉ chị nay đổi chỗ nào vậy? À, ở 20 Tăng An 2 em ơi. Tăng An 2 em ơi. Là gần đường nào hả chị? Bên hông bệnh viện Vinmec cho em ơi. À, bên hông bệnh viện Vinmec mình đó hả? À? Đúng rồi em. Chỗ 30 tháng 4 á. Dạ, chị, bây giờ em chạy qua em đang bụng nè. Ok, em qua nha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ok, yeah, yeah. Ok. Bán này đã đi lần một lần mua chưa hả? Chưa nhỉ. Tội chưa? Chắc đào lắm đây. Đài mà mẹ tôi đi sớm mà em sợ. Chưa có tự nạn. Cố gắng nghe. Tự nạn có bị thăm như cái trời mẹ hối quá mới đi. Đào á chị. Đào để chơi giỡn. Bé là mấy tuổi rồi? Mới 11 tuổi luôn. 11 tuổi mà muộn không luôn. Cái là gần chị thi. Dạy thi rồi đấy chứ. Con đỏ chứ dạy thi nó mỗi muộn đầy cái trán nữa. Dạy thi rồi chứ con đỏ hết rồi mà. Có một hay dầu đỏ hồng hồng xong rồi không thấy gì luôn. Thì rứa là dạy thi rồi đó. Ừ, xưa rồi là một ai. Cái hồng cho nó ép. Nó lúc nào giờ trừ con nít vậy thì nhiều. Đây đi gần tên niên rồi chứ đang đẹp. Dạ. Dạ. Gì chị nói gì kỹ thì sẽ chăm con. Bé nó hồi xưa cũng mụn ghê lắm, mụn mặt á, bữa nay mặt đẹp, nhà cũng xa, nhớ rất, nhà ở bên Sơn Trà đó. Đau không bé? Nhìn đau. Cố gắng hồi nghe, xưa. Chịu đựng không? Được hai cái mẫu. Hồi sáng quay được không Kali? Không được nữa. Thấy cái mụn cũng còn ở đây cả 2 tháng nữa. Nhỏ nữa. Nhỏ nữa. Thôi nhỏ quá đừng quay nữa. Không phải nhỏ mà cũng được. Ừ, ý là nói chuyện là hồi sáng là được. Thằng cu là chút mà lo nặng mà nhá. Mẹ dắt đi mà nhá gần bên con hậu á. Bộ hôm đó quay 5-6 cái đó. Nhớ hỏi là thằng cu đó. Nhưng cô nó nhiều lắm mà phải không ta? Nhưng mà mụn còn to đúng không? À nhớ rồi, quay ở dưới nó đó mụn nhiều nhiều dễ sợ luôn. Mà đỡ không? Đỡ không? Đỡ bà nó làm sao bà dắt làm lại con mà đi đó. Cái thằng cô nó làm luôn trưa luôn chị nữa phải không? Xuyên trưa luôn. À là sáng đi đi qua. À hồi nãy bà cười đó. Bà chào mình mà mình không nhớ luôn. Mình nôn nước đó. Gấu nó quay cũng đã, trước quay cũng đã. Mụn
cái ly nặng đầu tiên đó, đầu tiên cái đó, cái xong qua qua đó đó. Ngày nó é cái là một cuốn phê này, một má này, mấy đứa nhỏ nhỏ này một cuốn đã chứ. Chạy xe đau, chưa chạy xe đau, khổ hết sức. Ừ, xe đau, hai em xe đau. Đau thiệt, đau thiệt mà lâu ơi. Ủa chứ em ăn đau giả. Đau, rất là mấy bụng bọc, đau bọc. Bé này hay nhé, chưa có bụng bọc cái gì. Nó cho ngại xong cái nó không đi nữa luôn. Không phải đi thôi chứ, bụng bọc mà không nặng là càng nguy hiểm nữa. Hay sáng nay không uống cà phê, không uống trà luôn. Sợ quá rồi. Uống cái kia. Trà xanh á, trà xanh là hay bị. Trà xanh là bị rung tay. Trà xanh với cà phê là bị rung. Còn trà thạch đồ, trà thạch đào đồ là không bị. Lớn mà lo 2 tuổi. Ông xui dữ vậy ông mày. Ông định miết luôn. Ông nó rang. Bằng tụi bà nu đó hả? Tấm lâm đó. Sáng chửi cho trận rồi. Thấy cũng tội nhưng mà chửi dòng tỉnh ngộ ra chứ. Ngu ngu làm không biết tính. Làm không biết tính. Làm mà cứ. Ta nói làm có giỏi máy mà không tính toán là. Đó. Ít là mình chửi dòng thông não không ra chứ. Tự nhiên thua mấy trăm triệu cái đi bán kem, mấy cái này nó không lấy được bao nhiêu bằng tiền trả luôn. Thì ông vậy chứ, ít là mình lo giúp ông thôi đó. Tự nhiên có cái xe cũng bán. Bán trả nợ đó, trả tiền lãi không nữa. Nợ ngoài, nợ ngân hàng, nợ đủ chỗ luôn chứ không phải là đi. Cái là lòng mà gặp dịch nữa nè. Phá sản luôn. Mai đồ ai mai đồ. Rồi. Do mình cứ nâu nâu là thấy thời gian tội. Sáng nay chết là cá, bữa nay bữa nào chết là phải. Chết là không chết luôn mình. Cho cái ghế rồi vô ngồi. Không, mình nói bình thường mà mình ngồi ngược lại. Alo. Hàng 20 tầng 2 nhà hàng dùng với chị Loan ơi. À, ý là hàng máy tiền em hả?
645.000. Em đang đứng chỗ trước spa trước spa hả? Em đem vô em nói là cầm vô em chị cái được không? Có nó có nhân được, viên được. Chị nhân viên chị nhận cho. Ok chị lo. Dạ. Ok ok. Súng súng hú giùm tiếng trả tiền giùm cái. Mấy rồi? Dạ. Được rồi.